Có mặt tại Vida ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ tiến hành dựng những cái video 4K trên cái con bóp cơm house V10. Như các bạn đã thấy, ở đây mình có một cái màn hình home screen rất là quen thuộc của những cái dòng đồ phát bóp cơm house. Thì ở đây mình có một cái con bóp cơm house V10. Thì mình sẽ tiến hành dựng những cái video 4K Ultra HD trên cái con bóp cơm house V10 này để xem coi cái khả năng trình phát của những cái video 4K này trên con bóp cơm house V10 sẽ như thế nào. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành dịch những cái video 4K từ ổ cứng. Thì như các bạn biết, điểm mới nhất của con bóp cơm house V10 so với cái con bóp cơm house A410 trước đây đó là cái khả năng chơi được những cái video 4K Ultra HD. Thì bây giờ mình sẽ mở một vài cái video 4K Ultra HD để xem coi cái khả năng của cái con bóp cơm house V10 này nó sẽ như thế nào. Thì ở đây mình có một vài những cái video demo 4K. Thì mình sẽ mở một cái file 4K nhỏ, chất lượng nhỏ hơn một tí, 605MB. Nhưng mà thấy thì đối với những file chất lượng có dung lượng nhỏ thì nó sẽ lock ngay tức thì. Màu sắc rất là đẹp. Và dĩ nhiên thì màu sắc chất lượng hình ảnh khi trình phát những video nó sẽ hơn hẳn những cái dòng đầu phát Android giá rẻ, bởi vì trên con bóp cơm house V10 này được trang bị cái con chip Sigma thuộc thế hệ mới nhất SMB8757. Đấy. Rồi, mình sẽ mở tiếp thêm một video khác nữa. Đây, ở cái video này có dung lượng 2GB. Nhưng mà thấy thì cái khả năng lock rất là nhanh. Đó, chất lượng hình ảnh rất là đẹp. Thì đây là một trong những cái chiếc đầu phát đáng mua để trải nghiệm về cả chất lượng hình ảnh cũng như là cái khả năng hỗ trợ những cái định dạng phim ảnh cũng như là nghe nhạc. Rồi thì mình sẽ mở thêm một cái video nữa. Cái khả năng chơi 4K nó rất là tốt. Một video 2GB nữa. Rất là đẹp. Rồi thì có thể qua những cái video này mà em không trải nghiệm được hết cái chất lượng hình ảnh khi xem qua những cái video này. Cho nên để có những cái trải nghiệm tốt nhất thì mời bạn đến Vida ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10 để có những cái trải nghiệm tốt nhất cho riêng mình. Và dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.